món tự răng rửa có cần phải niêng không? Cả nhà, bác sĩ Ngọc Anh đây. Các phụ huynh hỏi rất là nhiều về con bị móm, và đây là hai dấu hiệu có thể phụ huynh thấy được là con mình có bị móm hay không. Dấu hiệu thứ nhất là các bạn sẽ thấy vô hàm răng này, thì cái răng hàm dưới nó sẽ phủ hàm trên giống như vậy này các bạn. Thấy rõ ràng bé này ha, cái hàm trên nó nằm ở trong hàm dưới giống như vậy này. Và một cái dấu hiệu số 2 là lúc mà cười lên á, không thấy cái răng hàm trên đâu, thấy cái môi dưới chè ra và chỉ thấy cái răng hàm dưới thôi. Thì đó là hai dấu hiệu chính để ba mẹ có thấy hình trong miệng và ngoài mặt của bé, dấu hiệu của móm từ răng sữa. À, có một dấu hiệu nữa, đó là nếu như mà ba hoặc mẹ hoặc là ở nhà có ông bà, cô dì, chú bác thì mà bị móm rất là nặng đó, thì có thể di truyền cho con nữa đó. Và khi bị móm ngay từ răng sữa này thì rất là nhiều video mình đã nói rồi, chúng ta cần phải niềng ngay đúng không ạ? Đối với những bé mà niềng sớm như vậy á, thì các bạn sẽ thấy là răng thay đổi rất là nhanh và không cần phải gắn cái gì ở trong miệng hết. Đây này, nó đang cắn ngược này, xong từ từ nó cắn đối đầu này, thì bây giờ nó phủ rồi đó. Các bạn sẽ thấy là trước và sau này chỉ trong vòng 1 năm thôi, răng của cô bé đã thay đổi và khung xương nó cũng thay đổi, đỡ móm hơn hẳn. Và khi nào thay răng, cái răng cửa xong thì bé sẽ không bị móm nữa. Rất là đơn giản, chỉ cần mang khí cụ buổi tối thôi và không cần phải gắn gì trên miệng hết. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về niềng răng sớm cho trẻ em lúc nào và như thế nào, có thể đọc trong cuốn Hành trình niềng răng mới do chính mình làm tác giả nhé.